Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ về 7 điều đối tối kỵ đối với không gian thờ cúng, phòng thờ cúng trong gia đình theo phong thủy. Thờ cúng thần linh, thờ cúng tổ tiên, gia tiên, đó là phong tục lâu đời của chúng ta rồi. Để bày tỏ lòng biết ơn này, hiếu kính với thần linh này, hiếu kính với bề trên gia tiên. Vậy nên việc có một không gian thờ cúng, một phòng thờ tự thiêng liêng này, hợp phong thủy, mang đến những cái tài lộc may mắn cho gia đình, tránh những cái tai họa họa hại, đó là điều hết sức quan trọng. Vậy nên gia đình chúng ta cần phải xem để chúng ta, nếu mà phạm phải, chúng ta tránh và chúng ta có cái biện pháp sửa chữa. Cái điều tối kỵ thứ nhất ấy, đó chính là tránh dương khí, tuyệt đối tránh dương khí quá mạnh ở trong cái không gian thờ cúng hay là cái phòng thờ cúng. Dương khí tức là cái dương quang, là cái ánh sáng mặt trời, năng lượng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó chiếu rọi vào không gian thờ cúng này, vào bàn thờ này, là cái điều tối kỵ và không nên ở đây. Và trong cái phòng thờ, cái không gian nó không quá sáng nhá, nó vừa phải thôi. Và chúng ta nên sử dụng cái rèm cửa, nếu mà nó ở gần cửa sổ hay là có cái ánh dương quang vào quá, là gia đình chúng ta cần phải sử dụng cái rèm cửa để che cái ánh sáng, làm giảm bớt cái ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng, chiếu rọi vào cái khu vực thờ cúng của gia đình mình. Và chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng cái rèm, màu rèm phải là màu nhỉ, tối màu, nâu đậm, xanh lục đậm, nói chung là nó là cái tông màu mà tối đậm thôi. Sử dụng cái rèm cửa che thường xuyên để tránh cái việc dương khí quá mạnh ở trong cái không gian thờ cúng. Cái điều kiêng kỵ thứ hai tối kỵ đó chính là lại tránh việc là tối quá. Thứ nhất là chúng ta tránh việc sáng mạnh quá này. Thứ hai là chúng ta tránh cái việc là tối quá, tối tăm quá. Bởi vì là tối quá lâu thì nó sẽ lâu ngày nó sẽ sinh ra cái tà khí. Phòng thờ nó là cái thuộc về là cái năng lượng âm. Năng lượng âm là chủ yếu, nhưng mà vẫn phải có một chút dương quang, dương khí để cho nó cân bằng lại. Và xưa mọi người hay sử dụng cái đèn dầu để thắp, để cho nó cái không gian nó có ánh sáng một chút ấy. Đèn dầu ngày xưa mọi người hay thắp ấy, nhưng mà vì cái nguy cơ về hỏa hoạn ấy, nên ngày nay thì chúng ta ưu tiên sử dụng những cái đèn điện nhỏ đặt hai bên góc của cái bàn thờ, và chúng ta bật 24/24 để nó tạo cái ánh sáng nhẹ nhẹ vừa phải ở trong cái không gian thờ cúng của gia đình mình. Thứ ba đó chính là việc chúng ta tối kỵ để bày những cái đồ đạc gần này, hay là dưới gầm bàn thờ của mình, hay là cái xung quanh cái khu vực thờ đấy, và chúng ta tranh thủ để quá nhiều đồ đạc lung tung đấy là việc chúng ta cần phải tránh. Nhiều gia đình chúng ta tranh thủ cái diện tích trống ở dưới gầm bàn thờ ấy, để chúng ta để các đồ gia đình này, đặc biệt là những cái bình nước này, hay là những cái hũ rượu, hay là bình rượu ngâm này, chén bát này, thùng bia này, két bia này, đó là những cái món vật tối kỵ nhé. Chúng ta cần phải để ra chỗ khác, xa cái khu vực này ra. Nói chung là cái dưới gầm bàn thờ ấy, là chúng ta phải để trống sạch sẽ, xung quanh trái phải cũng phải gọn gàng sạch sẽ, không lạm dụng để những cái đồ lung tung ở đấy nhá. Đặc biệt nhiều nhà chúng ta có thể là giáp phòng khách thì chúng ta đặt bể cá cảnh gần cái khu vực thờ tự thì cũng là không nên. Nhà chung cư thì các bạn chúng ta cũng cần phải xem xét cái vấn đề là trên dưới này, liền kề này, xem là cái nhà hàng xóm trên dưới hay liền kề đấy họ có đặt để những cái thứ gì mà nó phạm phải cái khu vực thờ tự nhà mình hay không. Ví dụ là nhà mình để bàn thờ đây mà nhà bên cạnh họ để cái bể nước áp cạnh đấy thì là không nên. Chúng ta cần phải nghĩ những cái biện pháp mà nó hóa giải ngay. Cái vấn đề thứ tư là chúng ta tránh bày hoa này, quả giả, đồ giả, hoa khô héo ở cái khu vực thờ tự, bàn thờ nhà mình. Bởi vì là những cái thứ giả này, đồ giả này, hoa khô, hoa héo đấy, nó sẽ tượng trưng cho cái năng lượng là năng lượng tử và không tốt ở đây.
Chúng ta nên sử dụng các loại hoa quả tươi mới, và hoa tươi cắm đẹp thì chúng ta để nó vài ngày thôi, sau các bạn chúng ta đem bỏ đi này, không để khô lâu ngày trên đấy. Mỗi lần nhiều bạn chúng ta thấy hoa khô rất là đẹp, chúng ta đem về thì chúng ta thắp hương lên bàn thờ nhà mình thì cũng là không nên nhé. Rồi chúng ta kiêng một số loại hoa ví dụ như là hoa ly này, hoa cúc vạn thọ này, bởi vì những cái loài hoa mà có cái ý nghĩa không đẹp thì chúng ta tránh khi mà chúng ta để lên bàn thờ thắp hương. Điều thứ năm đó chính là kỵ các đồ kim loại như là chân hương vòng này, lư đồng này, que sắt này, que đồng cắm vào, cắm thẳng giữa vào bát hương, bởi vì nó sẽ là không tốt và ảnh hưởng đến sức khỏe của người trong nhà. Nếu gia đình chúng ta muốn thắp hương vòng ấy thì chúng ta chỉ nên đốt ở ngoài bát hương, đặt lên đĩa là được rồi. Hoặc là chúng ta chọn mua cái que, cái chất liệu là gỗ, chúng ta cắm hương vòng vào để tránh việc là chúng ta sử dụng cái chân hương vòng là mà kim loại mà cắm thẳng giữa bát hương, đó là điều tối kỵ. Cái điều thứ sáu tiếp theo đó chính là việc là chúng ta tránh cái hiện tượng là vượng thủy trên bàn thờ hay là trong phòng thờ. Ở phòng thờ, khu vực thờ cúng của chúng ta đó là cái khu vực mà thiên về hỏa, thì chúng ta không nên bày biện quá nhiều những cái thứ mà thuộc hành thủy, bởi vì là nó là cái sự hai cái hành nó tương khắc nhau. Không bày biện nhiều chất lỏng trên bàn thờ, cụ thể như là các loại bia này, rượu này, nước này. Và khoảng cách đặt để những cái món bia rượu nước ấy so với cái bát hương cũng cần phải cách ra ít nhất là phải 15 đến 20 cm này. Đó là cái việc chúng ta tránh quá nhiều chất lỏng ở cái khu vực này nhá. Điều thứ bảy là giấy tiền vàng mã phải lưu ý, chúng ta chỉ sử dụng khi mà chúng ta dâng hương cúng chứ chúng ta không để quá lâu trên bàn thờ. Khi mà gia đình chúng ta cúng lễ xong thì chúng ta phải mang đi hóa vàng ngay. Việc chúng ta để tiền vàng lâu trên bàn thờ sẽ khiến tài lộc, tiền bạc của gia chủ đi xuống và bị ảnh hưởng. Vậy là mình đã chia sẻ với các bạn chúng ta về 7 điều tối kỵ trong cái không gian thờ cúng, trong cái không gian, cái phòng thờ tự của gia đình chúng mình. Vậy chúng ta cùng xem xét và chúng ta xem là có phạm cái điều gì hay không để chúng ta có thể hóa giải nhé.